Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Thì hôm gài ở trên YouTube đang rất là sôi nổi cái vụ của một gym Duy Nguyễn bị anh em kéo tới phòng gym đòi đánh các bạn ơi. Thì các bạn cũng biết anh Duy Nguyễn này là một cái người rất là thích cà khịa người ta. Thì anh này ảnh cà khịa tất cả mọi người và cái nói chung là ảnh cà khịa từ Việt Nam qua tới Mỹ luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một video clip này để mà các bạn hiểu mình đang nói về vấn đề gì nhé. Thằng đó ra tao chửi nó coi, thằng nào nó làm neo mà so với dân phòng ăn gì mà ngu với đồ cái đầu bò vậy mày. Người ta làm dân phòng là trình độ người ta thạc sĩ kỹ sư, người ta sống ở trong cái tầng lớp danh vọng địa vị, còn mày làm neo là mày cái lệ lao động tay chân, mày hửi cái nghề mà chó nó cũng chả muốn làm, nó độc hại nó. Mày phải cầm móng chân cho người, mày nịnh người để mày sống, cái nghề của mày ra xã hội nó không có nem ở đó, mà nội cái đó là mày thua rồi, mày so sạo đúng không em? Thí dụ như mấy em làm neo, anh không có coi thường nghề neo, anh cũng có đam nghề neo, nhưng mà cái nghề neo tụi em mà đi đam trên văn phòng là tụi em phụ thuộc dạng đầu bò rồi. Cái đó anh nói thiệt, anh nói nghiêm túc á. Đâu mất cái đầu bò, người ta đi làm văn phòng, lương người ta ngày càng cao, người ta làm tới tuổi nghỉ hưu, người ta lãnh lương hưu, người ta đi chu du khắp thế giới. Còn mày làm ngành neo, tới hồi già đi bệnh viện chết mẹ, sao xạo, biết thân biết phận thì mà sống. Đâu mới qua nước người ta ăn nhờ đậu còn láu chó nữa. Vậy ai chứa, đúng không mấy em? Anh không bao giờ muốn tụi em nhìn về Mỹ như vậy. Cái gì cũng vậy thôi, nhìn nó phải đúng, nhìn nó phải khách quan. Người ta làm nhân viên văn phòng là người ta đẳng cấp cao của xã hội ra đường, điểm ra địch của người ta cao dùi dùi. Mua cái nhà khỏi suy nghĩ, không có lăn tăn. Làm từng ngày 8 tiếng, một tuần làm có 5 ngày thôi. Mà thời gian còn lại ta lo cho cuộc sống, ta lo cho xã hội. Người ta, bạn bè người ta, giới doanh nhân không. Đẳng cấp người ta toàn là chơi với trưởng phòng, phó phòng không à. Con đường thăng tiến người ta quan lộ, thênh thang. Còn mày làm neo cho dù mày giỏi cỡ nào, mốt mày làm chủ tiệm neo mày cũng tập thôi à. Hợp lý không mấy em? Bởi vì mấy em nhìn xã hội mắc cười thiệt chứ. Đúng là cái lũ mẹ, cái lũ dốt học mà đi so với lũ trình độ. Không chấp nhận được mấy em. Anh nói thật tánh anh thẳng lắm. Anh chỉ có cái đó nên nhiều người ghét thôi à. Có gì nói phải cho đúng mấy em. Nhập quốc tịch Mỹ để được lo an sinh về già mà neo hay gì đâu quan trọng nữa, thằng đầu bò nữa. Mẹ mày hiểu cái gì về an sinh của Mỹ không mày ẵn mày? Thí dụ như mày làm neo an sinh mày sao khác? Mày làm neo mà trốn thuế với quỷ vậy, an sinh với con khỉ. Còn mày làm trong trong công ty, làm trong hãng xưởng, mày làm nhân viên văn phòng thì cái, mày đóng bảo hiểm y tế, mày đóng bảo hiểm nhiều, rồi mày đóng tiền nhiều, tiền thuế nhiều thì sau này cái an sinh của mày nó sẽ cao. Cái chế độ nghỉ hưu của mày nó tốt hơn nhiều nữa. Ủa mày nói chuyện, mày đi qua nước người ta mày chưa tính chuyện cái đóng góp, mày chưa tính chuyện cống hiến, má mày tính cái chuyện ăn bám rồi. Đúng là cái tư tưởng đủ ăn bám, đúng không mấy em? Mày sống sao mày nhột vậy, đúng không? Mày mày là người Việt Nam, mày ra nước ngoài mày sống vậy sao thân, chơi như chó cho mày nhục dã man luôn á. Má nó giờ đi qua Mỹ thì lo đóng góp cho nước người ta, đi đi làm đàng hoàng sống ta kiếp người đi, để cho người ta được coi thường mày. Đi vào anh chưa nghĩ tới chuyện gì, nghĩ tới chuyện ăn bám trước rồi đó. Hiểu má nói chuyện với bộ này tức không chịu nổi mày. Neo nhiều tiền ra kinh doanh làm chủ, thằng văn phòng mãi làm công. Ui mày nói chuyện ngu như cái đầu bò. Mày kinh doanh đó, mày làm chủ á, thì mày phải bỏ tư bản ra. Cũng mấy cái thằng làm công nó biết làm chủ hả, mày ăn chó gì mày ngu như con heo vậy. Thằng nói thiệt thì thiệt, nói chuyện với mấy thằng này đúng là trình độ giống nát. Cái trình độ của lũ dân trí thấp. Thí dụ bây giờ tao làm kỹ sư bên Mỹ, tao làm 10 năm tao chưa đóng tiền cho con bò tao mở neo được không? Mấy cái đầu bò nói chuyện nghe ngu như cái đầu bò. Mấy tao chưa thấy thằng nào ngu mà đi so với thằng giỏi. Mẹ cái thằng làm là đi đi làm chân tay mà so với thằng lao động trí thức. Cái đạo lý gì vậy? Đúng không em? Mẹ em nói đúng không? Ủa mấy con hai vợ chồng mày làm neo thì hai chồng mày mở chủ neo, tao làm không làm neo là tao làm trưởng phòng thôi, tao làm trưởng phòng cháp bộ, tao tróc cần phải làm giám đốc gì cả cho nó lớn, tao chỉ cầm cho chức trưởng phòng cháp bộ thôi, một năm tao thu về 200 ngàn thôi, nhỉnh nhỉnh thôi. Ủa mới 200 ngàn thôi thì mẹ tao ra đường tao thượng lưu rồi, còn mày là chủ tiệm neo mày ra đường mày cũng chỉ là cái thằng làm công thôi. Tao chơi trong cái giới áp bồ, mày chơi trong cái giới nào, mày trong chơi trong giới cào móng chứ giới nào, ẵn nó đi. Ủa sao xạo, mà chưa kể tao dư tiền tao cho con bồ tao nó mở tiệm neo, mẹ mày không có đi đi học được cho tao, bố mày cho tiền mày mở tiệm
Chanel làm chủ đi. Đó. Xin lỗi mày chứ không phải nổ quá. Chứ cái con vợ tao mà nó làm chủ tiệm nail đi chung với tao trong những cái bữa tiệc nó phải cúm. Đúng không chị An Nhiên? Tôi xác nhận đấy chị. Mấy cái bọn này nó ngu về Mỹ như chó vậy đó. Ăn ẵn. Đúng là làm nhục quốc thể nước Mỹ của tao. Ê, em phải mình isolate Mỹ đi em. Mỹ em, isolate Mỹ. Xác nhận cậu ơi. Sao xạo. Mày biết cái gì là giá trị của xã hội không? Ông nó làm ở trong những công ty tập đoàn lớn á, là nó đẳng cấp rồi. Còn mày làm gì nữa thì mày cũng chung quần ở trong cái tiệm nail của mày thôi. Mày cái là kinh doanh vặt. Thuế trốn chui trốn nhủi. Sao mày xứng tầm với cái đẳng cấp người ta? Không có biết cái gì trơn trội hết á. Vậy ý mày là thà làm lính công ty lớn còn hơn làm chủ công ty nhỏ à? Nail không gọi là công ty. Má nail mà công ty gì mày? Đâu mày quản lý cái công ty nail sao mày kể tao nghe chơi coi. Má mày vô mày check in lễ tân vài cái mày cạo móng mày chi tiền cho thợ rồi ăn mày trốn thuế có là công ty hả? Còn mày còn mày làm lính suốt cuộc đời mày làm lính luôn thì mày ngu như con bò rồi. Trong công ty tao cả ngàn người, mày phải có những cái cấp bậc mày đi lên. Đúng không? Lúc đầu mày làm lính làm sao mày phải làm tổ trưởng xong rồi lên leader lên phó phòng trưởng phòng này nọ kia, trưởng bộ phận giám đốc này nọ kia mày không biết bơi vậy mày. Nói chuyện ngu như con heo á. Chán tụi mày quá. Gì vậy? Nói như mày dân chúng đi làm neo hết, ai đi học hành ra làm văn phòng là ai đi học ra làm văn phòng là ngu hả? Ê mày đam thằng kia thì mày đam nha mày. Mày phải ai móc tên thằng đó vô nha. Chứ mày đam con khổng gì tụi tưởng nó mày đam tao quất mày luôn á. Đâu bao nhiêu đâu bây giờ xác nhận cái coi. Bà xạo. Mấy người mày ảo tưởng như ngành neo nè. Tao nói thiệt với mày ngành neo phải nhìn nhận cho nó đúng. Tao mới nể. Còn mày nhìn nhận ngu tao chọc mày luôn. Đúng không? Tao chưa bao giờ mà nghe nó neo là company gì ghê gớm hết. Má company là nghĩ tới Boeing kìa. Đúng không? Nghĩ tới Boeing đi. Nghĩ tới Apple đi. Nghĩ tới Microsoft đi. Đúng không? Ít ra là những tập đoàn không phải bự như vậy. Nhưng mà tập đoàn nó phải khá một chút. Tự nhiên mà nghĩ gì vậy? Đêm qua Fed không hạ lãi suất và báo cáo tổng hợp nợ công lên đến 209.000 tỷ. Sao ghê về sếp, nợ công thằng nào 209.000 tỷ? Ủa 209 triệu tỷ nữa chứ. Mày nói nước nào vậy? Xác nhận rồi không đồng gánh chịu. Đúng đúng không chị An Nhiên, phải thừa nhận với em á. Cái thế giới nó rộng lớn. Đâu, neo chả là cái gì đâu. Neo thì có tiền đồng ra đồng vô thì không ai nói là neo đói. Đúng không? Nhưng mà cái giá của neo nó không rẻ. Nó cái giá của nail nó không rẻ. Còn mà mày làm nghề nail hay là mày làm nghề tóc tiết gì đó, mày ra đường mày chảnh với xã hội thì mày chỉ có chết thôi. Cái đó là chị An Nhiên gặp rui với em đi. Xã hội nó rộng lớn, nó thâm thang lắm, nó mênh mang lắm. Chứ không phải là xã hội nó chỉ là Phúc Lộc Thọ, chứ không phải xã hội nó chỉ là Lido Sài Gòn nghe. Xã hội nó không phải chỉ đơn giản là cà phê bonsai. Có bà gì họ đi làm neo ở bển mà hỏi không mà ai hỏi cũng không dám nói, mặc dù là chủ neo nhiều tiền nhưng về Việt Nam đều nói là làm xưởng. Cái đó là danh dự ta, ai biết được. Nhiều khi tụi bay cũng khịa quá, tối ngày tụi bay nói cầm móng thúi không à, móng mà có cái thúi cái thơm nói cho hết. Thằng Nguyễn Duy nói chủ neo 200k một tháng kìa. 200k cậy mẹ mày chứ, 200k mày ghê hả? 200k mày bỏ cái tư bản nhiêu ăn rồi nói chuyện ngu dùng chó. Đúng là cái lũ mẹ nó ngu đó, nói chuyện chó gì cũng ngu hết á. Bây giờ mày 200k cái tiệm neo mày tượng trời rớt xuống cho mày điều hành hả? Hả? Ăn rồi ngu như heo á. Tao thiệt mày, tiệm neo 50k cũng chưa chắc ngon. Sao xạo?
ngu như con bò. Còn người ta giám đốc kỹ sư là người ta tên răng dưới giấy, người ta không bỏ một chút xíu tiền bạc gì ra cả, mà người ta có được ba cái lợi cực gì đó: thứ nhất thu nhập hàng tháng, thứ hai địa vị xã hội đó, thứ ba là môi trường thăng tiến. Mày làm em làm mẹ gì có được ba cái đó mà sủa. Đúng là cái lũ không đi học đó, nói chuyện nghe nó ghét thiệt mấy em, cái lũ cuồng Mỹ mà cuồng ngu. Đúng không, cuồng Mỹ để tao cuồng, tại vì tao cuồng Mỹ nó mới có lợi, còn cái lũ ngu như mày cuồng người ta coi thường Mỹ lắm, hiểu không? Đi áo khác mày, tao với mày có điểm chung là cuồng Mỹ nhưng mà khác cực biến, được không mấy em? Ở Việt Nam mà sao lại cuồng Mỹ? Ủa liên quan gì? Ủa liên quan gì? Chừng nào mà cuồng Mỹ mà chửi Việt Nam nó mới nhục chứ. Tao tao cuồng cả hai mà. Ủa tao là gì? Tao là giám đốc mà. Tao giám đốc, tao làm giàu Việt Nam, tao bán hàng Mỹ mà ba. Mày điên à? Thằng này mắc cười ghê á. Không lẽ giờ mày kêu tao đi cuồng tàu? Lắm nhá. Ủa nãy ông Loli mới vô là nói gì mày? Thấy ông sọt sọt gì ông nóng tiêu rồi. Anh lên chửi Mỹ cấm đam vì anh méo kiếm ăn được từ Mỹ. Thì anh chửi đúng thì em có đam đâu. Nói chung bây giờ anh muốn em không đam anh á, thì em phải chửi những cái đúng. Thì trong cái video clip mà mình mới cho các bạn coi á, thì cái anh Duy Nguyễn này ảnh đang cà khịa cái những cái người đi làm nail ở bên Mỹ. Thì các bạn biết không, theo như mình đã nói rồi, hết 100 người qua bên Mỹ á, là 90 người đi làm nail rồi, chỉ còn có 10 người còn lại là không đi làm nail được, với một cái lý do chẳng hạn như là họ không thích nghề nail, họ không thích đi làm chân như người ta. Nói chung là chỉ có 10 người thôi, đa số 90%, 90 người là đi làm nail hết. Ok, thì anh Duy Nguyễn này ảnh rất là thích giống như là chọc người ta các bạn, giống như chọc cho chúng đánh gì đó. Ok, thì có nhiều bạn hỏi mình là anh Nhân ơi, anh Nhân nghĩ cái anh Duy Quỷ này có nên bị đánh hay không, thì các bạn nghĩ có nên bị đánh hay không. Ok, thì bây giờ các bạn biết, nếu mà các bạn vô cái trang mạng của cái anh Duy Quyển Chimber Thor đi đó, thì các bạn sẽ thấy ảnh cà khịa rất là nhiều người. Thì ở bên Việt Nam có một cái anh bạn tên là Dưa Leo các bạn, thì cái anh bạn tên Dưa Leo này á cũng là một YouTuber, thì ảnh có một cái tai bị tật. Thì các bạn biết không, hồi xưa khi mà mình còn nhỏ đó, giống như mỗi khi mà mình đi ra đường mà mình gặp một người bị tật á, thì giống như ba của mình hay nói là thôi đừng chọc người ta con, người ta có tật rồi đừng chọc người ta. Thì giống như đó đó chính là cái lý do khi mà mình gặp người có tật á, mình không nên chọc họ, tại vì đó đó là cái khổ họ. Nhưng mà cái anh bạn Duy Quyển này ảnh rất là thích chọc cái anh Dưa Leo này các bạn, giống như ảnh cứ chọc về cái tai bị tật của anh Dưa Leo này hoài. Ok, thì cái anh Dưa Leo này cũng đã rất là bực bội với anh Duy Quyển này rồi. Thì tới lúc này các bạn hỏi là có nên đánh anh Duy Quyển này không. Ok, thì các bạn hãy tự trả lời câu hỏi đó luôn nhé. Bây giờ mình sẽ trở trở lại với cái video cà khịa ngày nail đi các bạn. Thì cái anh Duy Quyển này anh cũng rất là thích cà khịa người Việt Nam qua bên Mỹ đi làm nail. Các bạn biết không, người Việt Nam của mình á đi qua bên Mỹ đi làm nail thì nó thật sự kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng mà hồi xưa đó các bạn biết không, người Việt Nam mình qua bên Mỹ á, họ đi làm rất là nhiều tiền, nhưng mà họ không dám nói là họ đi làm nail, tại vì họ biết khi mà họ nói ra những cái người bên Việt Nam á, họ sẽ cười, giống như trời mày qua Mỹ mà đi làm nail thì người bên Việt Nam sẽ cười người bên Mỹ là đi làm nail. Cho nên cái anh Duy Quyển này anh rất là thích cà khịa những cái người Việt Nam ở bên Mỹ đi làm nail đó, chẳng hạn giống như mình vậy. Ok, thì có nhiều bạn hỏi mình là anh Nhân ơi, cái thằng Duy Quyển này nó có bị nên bị đánh hay không. Các bạn biết không, nó nếu mà thằng này mà nó không bị đánh đó thì nó hơi uổng các bạn, hơi uổng. Ok, nhưng mà mình là người lịch sự, mình không đánh người ta các bạn. Ok, bây giờ là năm 2020 rồi, mình mặc mình đi ra đường là mình phải bỏ trong thùng, phải không? Dân lịch sự là có khác, dân lịch sự là đi đâu cũng bỏ áo trong thùng các bạn. Ok, nhưng mà đánh người là không được bạn, đánh người là phạm pháp nhé, đánh người là phạm pháp. Thì bây giờ mình quay trở lại cái anh Duy Quyển này, tại sao cái anh Duy Quyển này ảnh rất là thích cà khịa người ta. Nói chung cái anh chàng Duy Quyển này ảnh ảnh thích cà khịa bất cứ mọi nơi các bạn, giống như là ảnh thấy những cái người Việt Nam ở bên Mỹ làm nail, cái ảnh cà khịa những người Việt Nam ở bên Mỹ làm nail, trời ơi tụi bay qua Mỹ tụi bay làm nail, thì ảnh ảnh nói giống như là đúng gọi bạn, ảnh nói giống như là ảnh là thần thánh trong nghề nail các bạn. Mình đi làm 17 năm mà mình thấy ảnh nói giống như là trên trời dưới đất không các bạn. Ok, xong rồi ảnh hết cà khịa dân dân Mỹ đi làm nail, ảnh tới cà khịa cái anh Dưa Leo có cái tay tật tật. Ok, thì mới hôm nay ảnh 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 giống như là nói về cái chuyện của nghệ sĩ, thì ảnh ảnh đã bị phản đem rồi các bạn. Thì lúc này khi mà người ta kéo tới nhà của ảnh thì ảnh lại nói là em xin lỗi, em không có, em có là em nhận rồi, nhưng mà em không có nha, em có là em nhận. Thì các bạn thấy không, giống như là
Cũng giống như bây giờ, thí dụ mà mình đưa cái video này ra mà nói, ê, có phải anh nói xấu người Việt Nam mình làm neo bên Mỹ không, thì chắc là cái anh này nói là em không có, em mà có là em nhận à, em không có đó đó. Thì các bạn thấy không, đó chính là một cái tuyệt chiêu gọi là chợ bánh chén của cái anh này, các bạn. Một chiêu tuyệt chiêu là chợ bánh chén. Thì có rất là nhiều người họ đòi quýnh cái anh này, nhưng mà nó thật sự thì mình không nên quýnh người ta các bạn, ok? Tại vì quýnh người ta là phạm pháp. Bây giờ là các bạn quýnh người ta có thể kiện ngược các bạn nhé. Cho nên mình nên giải quyết là hòa bình đi các bạn, hòa bình, ok? Nhưng mà sau khi mà mình hồi xưa các bạn biết, hồi xưa khi mà mình chưa cái coi cái clip của anh Duy Quyển này, thật sự mình chẳng biết ảnh là ai nữa, cho tới khi gần đây cái vụ mà của nghệ sĩ nó dấy lên thì mình mới tò mò, mình mới vô cái trang web ảnh thì mình mới tìm được một cái video clip ảnh cũng cà khịa về những cái người làm nail nữa. Thì cho nên mình quyết định là mình sẽ làm video clip này. Đáng lẽ là mình chỉ coi cho vui thôi, tại vì mình cũng không muốn xen vào những cái chuyện của nghệ sĩ các bạn nha. Mình không phải là nghệ sĩ, mình xen vô làm chi, ok? Thì trong cái clip mà những cái người nghệ sĩ kéo tới phòng gym của ảnh để mà đòi đánh ảnh á, và tặng cho ảnh một cái cuốn sách gọi là Giáo dục công dân, ok? Thì tặng cho ảnh một cái cuốn quyển sách gọi là Đạo đức, ok? Thì bây giờ để cho ảnh cái đạo đức các bạn, tại vì các bạn nghĩ đi, ok? Thứ nhất á, là các bạn đừng nên chọc người ta, giống như hồi xưa mình đi học các bạn biết không, giống như mình đi du học, ok? Thì giống như mình thấy người gia đình người ta nghèo thì mình nói là hồi hồi người, mỗi một người hoàn cảnh đừng chọc ta, mỗi công tội nghiệp con ta, thì người ta nghèo kệ người ta, đừng chọc ta, ok? Chẳng hạn giống như là khi mà mình ra đường mà thấy mấy người ăn xin bị liệt cái chân hay là liệt cái tay á, thì mình cũng nói là thôi đừng chọc mấy người này, tội nghiệp họ họ giống như là họ đã liệt rồi còn chọc họ nữa, thì mình cũng rất là tội nghiệp họ, mình không nên chọc họ bạn thôi, ok? Nếu mà mình không giúp đỡ họ thì thôi mình chọc không chi. Nhưng mà cái anh Duy Quỷ này anh rất là thích, anh rất là thích thú bạn, giống như là anh rất là thích chọc cái anh Dưa Leo này, tại vì anh Dưa Leo có cái tay bị tật các bạn, cho nên là anh rất là khoái chọc cái anh Dưa Leo này. Và cái anh Dưa Leo này cũng đã làm clip giống như là hai người chửi qua chửi lại, nhưng mà chưa tới nỗi là phải quýnh, cho tới khi ngày hôm qua ảnh đã giống như xúc phạm nghệ sĩ, người ta mới đòi đánh ảnh. Thì ngay lúc này anh Dưa Leo này ảnh cũng nó rất là phấn khích các bạn, ok? Nhưng mà anh Dưa Leo này cũng khá là lịch sự, cho nên ảnh không có giống như là động tay động chân các bạn. Rất là hay các bạn, người người văn minh là phải phải xử sự theo kiểu văn minh, ok? Thì mình coi coi một hồi, coi một hồi thì mình mới phát hiện ra là ảnh cũng làm clip để nói xấu dân làm nail giống như mình đó bạn. Các bạn biết mình đi làm nail 17 năm rồi hả, mình thấy những cái chuyện của ảnh nói giống như là nói trên trời dưới đất, nó phồng lông các bạn, nhưng mà không có trúng đâu vậy đâu. Cũng giống như các bạn đi ra đường, ok? Các bạn uống ly cà phê, ok? Thì các bạn uống một ly cà phê 2.000, thì cái ly cà phê 2.000 nó có cái giá của ly cà phê 2.000, và một cái ly cà phê 200.000 thì nó có cái giá của ly cà phê 200.000, và một cái ly cà phê 2 triệu thì nó có cái giá của cà phê 2 triệu. Bây giờ các bạn thử suy nghĩ đi, ok? Bây giờ cái thằng này nó không có tiền, nó uống một ly cà phê ở ngoài vỉa hè của cái bà bán trà đá ngoài vỉa hè, thì các bạn nghĩ coi, cái bà bán trà đá thì bà bán ngoài vỉa hè thì bà bán một ly cà phê 2.000 thôi. Nhưng mà cái thằng kia nó bán cà phê trong phòng máy lạnh thì nó phải bán 20.000 một ly. Nhưng mà cái ông kia ông bán cà phê ở trên Landmark 81 á, ở trên tuốt trên cái tòa nhà chọc trời á, thì ông phải bán ly cà phê 2 triệu rồi. Chỉ như là nó sẽ có cái giá của nó, ok? Thì các bạn thử suy nghĩ đi, cái bà bán ngoài chợ á, cái bà bán trà đá ngoài ngoài vỉa hè á. Đó. Thì cái anh Duy Quỷ này anh nói về những cái người đi làm nail á, thì các bạn biết đi làm nail thì cũng cũng có rất là nhiều loại người. Có người đi làm nail thợ nail dởm, có người đi làm nail thợ nail giỏi, có người đi làm nail là chủ tiệm nail, có người đi làm nail là chủ 10 tiệm nail, có người đi tiệm làm nail là chủ 100 cái tiệm nail. Thì nói chung là mỗi một người nó có một cái level khác nha các bạn, ok? Thì cái anh Duy Quỷ này anh nói về những cái người làm nail giống như là chú một loại chẳng hạn, ơi mấy cái thằng dân đi làm nail này toàn là chà chân thúi không, mà chà chân thúi không à. Thì khi mà các bạn nghe tới đây rồi thì dĩ nhiên là các bạn hỏi hỏi mình là anh Nhân ơi, cái thằng Duy Quyển này nó có nên bị đánh hay không? Một câu hỏi nó rất là buồn các bạn. Chẳng lẽ bây giờ mình đấy đánh nó cho tao đi, đánh nó cho tao đi đó. Nó thật sự thì những cái người mà ở bên Mỹ làm nail khi mà họ coi cái video này họ cũng rất là bực các bạn, giống như là trời ơi tao tao đi làm nail mà có đụng tới mày đâu mà mày nói tao mày, mày tin tao đập mày không đó. Nhưng mà thật sự thì cái anh Duy Quỷ này anh cũng đã đụng chạm rất là nhiều người rồi các bạn ơi. Cho nên chắc sớm muộn thì anh cũng bị đập thôi. Nói chung là không sớm hay muộn thì cũng bị đập thôi các bạn. Thôi bây giờ kết thúc video đi. Nó nhiều tốn hơi các bạn. Nó nhiều bực quá. Ok, bye bye các bạn.